Đây, chúng ta thấy câu số 1. Thầy mời bạn Kiến Minh. Kiến Minh cho thầy ý kiến câu số 1. Ở đây người ta hỏi là có bao nhiêu nguyên tử trong một mol nguyên tử? Có bao nhiêu? Vậy thế này là 6 x 10 23. 6,02 nhân 10 lý thừa 23 hạt. Được chưa các bạn? Hạt nguyên tử. Mời bạn Phương Linh hỏi có bao nhiêu phân tử trong một mol? Phương Linh. Phương Linh. Có nghe thầy đặt câu hỏi không? Phương Linh. Không thấy phản hồi là sao? Mời bạn Vi Luân. Dạ, cũng là 6.02 nhân phân. Chúng ta thấy cái con số này này. Đây là cái chính là cái số lượng hạt của nó đấy. Dạ. Phương Linh cho thầy biết coi cái tên mà người ta gọi cái con số này là tên nó là gì? Phương Linh. Tên của nhà bác học đã khám phá ra được cái cực chân này. Credo. Avogadro. Đây là nhà bác học Avogadro đã tìm ra được. Thầy mời bạn Bảo Hân. Câu số 4. Tên khối lượng của một mol nguyên tử hydro. Một mol nguyên tử hydro là bao nhiêu? Dạ, một mol nguyên tử của hydro là 2 gram. Nguyên tử chứ không phải là phân tử hydro. Chúng ta phân biệt H2 nó gọi là phân tử hydro, còn nguyên tử nó chỉ có một cái này thôi. Là bao nhiêu? Nói lại. Dạ là bao nhiêu? Lúc nãy thầy nói cái gì? Một mol carbon khi chúng ta tính nó ra thì chúng ta thấy nó là 12 gram. Một mol carbon thì nó là 12 gram. Chúng ta nhớ cái này, 12 gram. Mà trong này nó có chứa bao nhiêu? 12 hạt proton cộng neutron. Vậy thì suy ra một hạt proton hoặc một neutron thì nó cân nặng là bao nhiêu gram trong một mol? Đấy nè. Là 12 gram trong một mol. Mấy? 12 chứ mấy? 12 gram chia cho 12. Dạ 12. Tất nhiên là cái khối lượng của một hạt proton người ta xem nó là bằng 1 gram. Nhưng mà cái khối lượng này là trong một mol nhé, chứ không phải là khối lượng là trên một hạt đâu. Nó phải là một mol, tức là bằng này hạt cơ. Thì chúng ta mới thấy nó là 1 gram. Vậy thì chúng ta thấy trong hydro nó có bao nhiêu cái hạt proton? Có mấy? Trong nhân nó có mấy hạt proton? Dạ là 12. Làm gì 12? Chúng ta thấy trong nhân của hydro nó chỉ có một hạt proton thôi. Vậy thì khối lượng của nó là bao nhiêu? Dạ là 2. Sao lại cứ 2? Thầy mới nói xong là khối lượng của một hạt proton trong một mol thì nó chỉ có 1 gram này thôi. Mà bây giờ thầy vừa mới nói xong là hydro nó chỉ có một hạt proton, vậy là nó bao nhiêu gram? Dạ là có 12 gram. Sao 12 nữa? Bây giờ cho thầy hỏi là khối lượng của hạt proton trong một mol là nặng bao nhiêu? Vậy là chưa hiểu cái khái niệm này rồi. Bây giờ thầy nhắc lại là cái hạt nhân của carbon đây. Bên trong nó sẽ chứa, nó có chứa là 6 hạt proton. Và nó có chứa 6 hạt
6 hạt neutron. Vậy thì tổng cộng là nó có bao nhiêu hạt ở đây? Dạ là 12 hạt. À, nó là 12 hạt. Chúng ta gọi chung là 12 hạt nguyên tử. 12 hạt bên trong nhân của nguyên tử đấy. Mà nếu mà chúng ta cân một mol carbon thì chúng ta thấy nó là bao nhiêu? MC nó bằng mấy? À, MC là bằng 2. Sao là 2? 12 gram chứ. Người ta cân, người ta không thể cân một hạt proton được, mà người ta chỉ lấy trong thực tế ra là một mol carbon người ta cân lên. Một mol ở đây là 6,02 nhân 10 lũ thừa 23 này. Thì khi người ta cân như vậy thì người ta mới biết được là cái carbon này nó 12 gram với số lượng hạt là bằng này hạt. Bây giờ thầy cũng cân cái số hạt carbon như vậy, nhưng mà thầy muốn suy ra được là một hạt proton, proton hoặc neutron thì nó là bao nhiêu? Dạ là 6. Sao 6 được? Toàn bộ nó là 12 gram. Mà bây giờ là nó có 12 hạt. Vậy chúng ta suy ra được là một hạt là nó nặng bao nhiêu? Dạ là nặng 1 gram. Ờ, 12 gram trên 12 hạt. Vậy thì chúng ta sẽ biết được cái tỷ lệ của nó là 1 gram trên 1 hạt. Mà một hạt này nó có ở trong cái ngữ cảnh là chúng ta phải cân với cái tỷ lệ là 6,02 nhân 10 lũy thừa 23 hạt. Cái này là chúng ta xem nó là trong một hạt, đây là chúng ta đang xem tỷ lệ nhé. Chúng ta đang xem trong tỷ lệ ở đây là tỷ lệ với ứng với gọi là một nguyên tử. Nhưng mà thực tế ra là chúng ta đang nhân trong cái tỷ lệ bằng này cơ. Phải bằng này hạt proton thì chúng ta mới cân được bằng này. Chúng ta đang xét tính tỷ lệ của nó. Vậy thì nhắc lại cho thầy biết coi là một hạt proton hoặc neutron trong cái số lượng hạt là 6,02 nhân 10 lũy thừa 23 thì nó là bao nhiêu gram? Nặng bao nhiêu gram? Dạ là nặng. Dạ là 12 gram trên 12. Là bao nhiêu? Chia ra là mấy? Dạ là 1 gram trên 1 hạt. 1 hạt. Không phải là 1 hạt thuần túy đâu nhá. 1 hạt này là trong, người ta phải nhân với cái tỷ lệ số lượng hạt. Bởi vì người ta cân 1 hạt không được. Người ta cân phải cân bằng này hạt nguyên tử carbon thì người ta mới suy ra được. Nên nếu mà hiểu đúng thì 1 gram này chính là trong một mol hạt proton. Chúng ta phải xem nó là một mol hạt thì nó sẽ chính xác hơn. Đó. Thì chúng ta sẽ tìm ra được là khối lượng của một hạt. Vậy thì bây giờ cho thầy hỏi là hydro nó có mấy hạt proton? Chúng ta giờ bảng hệ thống tuần hoàn ra thì chúng ta xét coi nguyên tử hydro có bao nhiêu hạt proton ở đây. Trả lời bạn Bảo Hân. Dạ thầy. Mở bảng hệ thống tuần hoàn ra thì nguyên tử hydro có bao nhiêu hạt? Trời, từ trước giờ chúng ta học hydro có bao nhiêu hạt cũng không biết. Số hạt proton nó bằng với số hạt electron đấy. Nó xếp đầu tiên trong bảng hệ thống tuần hoàn thì nó có bao nhiêu hạt? Thầy không hiểu là bạn là Bảo Hân đi học từ nọ nay là học cái gì nữa. Thầy đã dạy rất là chậm. Nhiều khi về nhà không dành thì giờ luyện tập làm bài trên CK rồi. Thầy mời bạn Khánh Vy xem. Nguyên tử hydro thì nó có bao nhiêu hạt proton? Nguyên tử hydro có... Có mấy? Nó có một hạt proton thôi. Và nó cũng chính là có một hạt electron. Nhưng mà cái khối lượng người ta không có xem xét electron, người ta chỉ xem xét hạt proton hoặc neutron thôi. Thì người ta thấy cứ một hạt
ở trong nhân nguyên tử nó nặng là 1 gram. Vậy thì hydro này nó nặng là bao nhiêu gram? CDM của hydro là mấy? Là 1 gram, đúng chưa? Còn cái số 1 ở trên này người ta ghi á, thì nó gọi là số khối, cho biết rằng là nó chỉ có một hạt proton thôi. Vậy thì người ta biết được cái số khối này, người ta cũng suy ra được là khối lượng, bởi vì nó có tính tỷ lệ. Nếu mà chúng ta cân 6,023 nhân 10 lũy thừa 23 hạt nguyên tử này, thì người ta thấy là nó chính là 1 gram. Tương tự với oxy, số hạt proton nó là mấy? Hạt proton cộng nơ trông thì nó là mấy? Ai nói hai, tra thử xem. Mấy cái này các bạn học mà không có làm bài nên các bạn chả nhớ gì hết đó. Không có làm bài, không luyện tập gì hết. Nên khi thầy nói xong rồi về nhà vứt vở đấy là cũng hết à. Chúng ta học rất là lãng phí. Oxy nó có 8 hạt proton cộng với 8 hạt nơ trông. Được chưa? Thì nếu mà chúng ta hỏi nó có là bao nhiêu hạt chúng ta thấy là oxy này á, là nó có 8 hạt proton cộng 8 hạt nơ trông. Thì khi chúng ta tính số khối thì nó ra là 16. Và nếu chúng ta nhân cho tỷ lệ là 6,023 hạt thì chúng ta tìm được M lớn của nó là nặng bao nhiêu gram. Cái này là A. Cái này là số Z ở trong bảng hệ thống tuần hoàn. Vậy M lớn nó là bao nhiêu? Khánh Vy. Yeah. Nó có 16 hạt proton ở nơi trong này. Yeah. 16. 16 gì? 16 gì? 16 gram. Chúng ta chỉ cần biết được cái số khối là chúng ta suy ra được cái khối lượng tính theo gram nó là 16 gram. Và nhớ rằng cái khối lượng này chúng ta xem nó là đang trong một mol. Rồi, vậy là chúng ta tìm ra được cái khối lượng trong một mol của một mol nguyên tử hydro. Thì các bạn mới trả lời nó là 1 gram. Rồi bạn Đăng Khoa cho thầy biết coi là iodid nó là bao nhiêu. Đăng Khoa. Iodid à? À. Ờ. Cha bạn. Đây chắc là cha bạn hệ thống tuần hoàn xem. Coi cái A nó bằng mấy. Chúng ta nhìn vào bất cứ một cái nguyên tố M nào ở trên trong bảng hệ thống tuần hoàn nó ghi số A. Là số khối là bao gồm số hạt proton và nơ trông. Ở dưới là số hiệu nguyên tử là Z, chính là số hạt proton. Vậy thì chúng ta căn cứ vào cái số khối này là chúng ta suy ra được. Là mấy? Số khối nó là mấy? À, 12. Cái gì? Cha là chính xác. Ba chấm một có phải 3.1 không? Cha ký xem. Bạn khác có thể viết coi nó là bao nhiêu? Mời bạn mấy? Iốt là nó cùng nhóm với clo là trong nhóm halogen đấy. Nhóm 7 đấy.
là mấy? Bạn đi luôn. Tra được chưa? Các bạn tập tra bảng hệ số tuần hoàn đi. Vi Lâm thấy thấy được chưa? Dạ thấy rồi ạ. Nó là y đúng không? Đúng rồi. Nó là 53. 53. Đợi thầy chút để thầy xem coi là kết quả đúng hay sai. À, cái iốt á, đúng rồi. Cái đó nó là cái 53 đó nó là cái số Z. Nó là cái số Z, các bạn thấy 51, 52, 53, 54, cái đó là số Z. Cái số bên cạnh của nó mới là số khối nha. Ủa, vậy nó là 126. 126 chấm mấy? 9 á. À, 126.9 thì chúng ta sẽ xem nó là bao nhiêu? 126.9 tức là 127. 7, dạ. À, vậy số khối nó là 127 hạt tổ tông ở nơi trong. Mỗi hạt chúng ta xem là 1 gram. Nên M lớn của nó là 127 gram. Số khối thì nó là 127 hạt proton và neutron cộng lại. Thì chúng ta suy ra được cái khối lượng nó là 127 gram. Rồi mời bạn khác. Mời bạn Minh Hòa tra cho thầy co là bao nhiêu? Minh Hòa. Dạ. Tra cho thầy coi là nguyên tử clo nó là nặng là bao nhiêu? Clo là mấy? Nguyên tử clo. Tra đi. Mấy? 30 mấy? Lâu thế? 35. 35 chấm 5. Chấm 5 gram. Được chưa? Đấy là khối lượng một mol nguyên tử co. Còn cái này thầy mời bạn Bảo Hân. Khối lượng của phân tử co tức là Cl2 thì nó là bao nhiêu? Bảo Hân. Dạ. Yeah. Nguyên tử tức là chỉ có một cái thôi. Thì là 35.5, vậy thì phân tử co là mấy? Mấy nguyên tử đây? Mấy? Hai nguyên tử. Hai. Vậy thì nó là bao nhiêu? Nó gấp đôi lên là bao nhiêu? Dạ con, dạ là bằng 71. À, vậy là phân tử thì nó là 71 gram, nó gấp đôi lên. Các bạn ghi chú vào nhé. Học hành chúng ta ghi chú vào. Các bạn không chịu về nhà làm bài thì thầy phải yêu cầu các bạn phải tra cho nó quen. Cần thiết chúng ta lên mạng, chúng ta search bằng tốt tuần hoàn. Chúng ta hiểu nó, cái gì chúng ta không biết, chúng ta cứ tra cứu. Là từ từ chúng ta sẽ nhớ thôi. Giống như bạn trước rồi đấy. Thì chúng ta nhớ nguyên tắc của nó. Rồi chúng ta làm bài tập nhiều, từ từ chúng ta sẽ nhớ. Quan trọng là các bạn hiểu được cái mối quan hệ giữa số khối và khối lượng trong một mol. Mời bạn Khánh Vy, câu 5. Tìm gì đây Khánh Vy? Dạ tìm khối lượng. Trong mấy? Trong 2. 2 mol. Bây giờ chúng ta tìm cái khối lượng trong một mol của cái gì đây? Yêu cầu tìm gì đây? Của nào? Dạ oxy. À, vậy là M lớn của oxy thì nó là bao nhiêu? 16 ạ. 16 gram. Nhớ,
cái 16 gram này là 16 gram trong một mol. Vậy thì nếu chúng ta tìm hai mol thì chúng ta ghi M nhỏ của nguyên tử oxy thì nó là bao nhiêu? Làm sao? 16 nhân 2. 16 nhân 2 tức nghĩa là chúng ta lấy M lớn, chúng ta nhân cho số mol là N. Thì chúng ta có là 16, chúng ta nhân cho 2. Thì chúng ta thấy nó là 32 gram với hai mol nguyên tử nhá, atom. Rồi, Minh Hoàng cho thầy biết là phân tử oxy thì tính sao? Bây giờ chúng ta tính cái M lớn của oxy thì nó là mấy đây? Minh Hoàng. Minh Hoàng. Số mol của phân tử oxy trong một mol thì nó là bao nhiêu? Cái này là nguyên tử, cái này là phân tử thì nó là bao nhiêu? Ở đây nó có mấy nguyên tử? Phân tử này có bao nhiêu nguyên tử đây? Ủa, thầy hỏi O2 thì có mấy nguyên tử mà không biết là sao? Học hành gì đây? Nó là 2. Mà bây giờ một oxy nó là nặng bao nhiêu? Một oxy nặng là bao nhiêu? Trả lời nhanh lên chứ. 16. Vậy thì chúng ta tính ra được là bao nhiêu gram đây? 32 gram. 32 gram này là khối lượng của một mol phân tử oxy. Còn một mol nguyên tử oxy nó chỉ có 16 gram thôi. Các bạn thấy quan hệ chưa? Rồi bây giờ chúng ta cần đi tìm cái khối lượng mà tới hai mol lận. Tức là chúng ta tìm M nhỏ đấy. Là tính ra bao nhiêu? Tính sao đây? Minh Hoàng. Một mol là bao nhiêu? Bao nhiêu? Học hành mic phải xem lại để học cho đàng hoàng chứ còn học như vậy thầy gọi mất thì giờ của thầy và các bạn. Bao nhiêu gram? Một mol là bao nhiêu gram? Bấn hòa. Thầy dặn mẹ rất nhiều lần về vấn đề mic rồi. Cứ cái mic như vậy á, thầy không mời được, học hành là càng bé bét. Nói không nghe gì hết. Mời bạn Phương Lân. Phương Lân. Phương Lân đâu? Dạ đây thầy. Thầy hỏi lại, một mol phân tử oxy thì nặng bao nhiêu? Dạ nặng là 32 thầy. Mới tính xong 32 gram. Mà đây yêu cầu tính mấy mol? Phương Lân. Dạ 2 mol. Vậy là chúng ta nhân cho mấy? Dạ nhân cho 2. Vậy là chúng ta sẽ ra là 64 gram. Chúng ta phải phân biệt số 2 này là hai nguyên tử trong một phân tử. Số 2 này nó được tính là 2 mol nha các bạn. Tính là 2 mol. Cái này là các bạn học lớp 8 là các bạn sử dụng rất nhiều. Và các bạn phải hiểu các bạn mới vận dụng được. Còn học hành mà chúng ta không hiểu chúng ta không vận dụng gì được hết. Câu số 6, thầy mời bạn Vi Luân. Tìm gì đây? Vi Luân. Tìm cái mass của cái mol của ethanol. Ba mol ethanol người ta cho chúng ta công thức rồi. Thì đầu tiên chúng ta đi tìm gì trước? Tìm gì?
bỏ tìm gì thì mới tính ra được cái ba môn này chứ. Tìm một cái môn của... Tìm khối lượng trong mấy môn? Một ạ. À, trong một môn thì nó là bao nhiêu đây? Chúng ta tính bằng cách nào? Carbon có mấy? Mấy nguyên tử? Carbon có 2 ạ. Vậy thì mỗi một carbon thì nó cân nặng là bao nhiêu? Mề 6 chấm... Ai nói? 12. 12. 12. Còn hero? Là có 6 môn hero. Có 5 6 môn hero. Thì 1 hero là bao nhiêu? Dạ 1 ạ. 1 gram. Oxy? 1 oxy ạ. Nhân cho khối lượng của oxy là mấy? Khối lượng của một nguyên tử thôi nhé. Bao nhiêu? 15. Mấy mấy? 15. 16. 16. Ủa, rồi, con tưởng nó là 15. 24 cộng 6 cộng 16 là mấy? 46 ạ. Chúng ta ra được cái này là M lớn của nó là 46 gram trong một môn. Bây giờ chúng ta tính cái khối lượng trong N môn là mấy môn đây? 3. Vậy là làm sao? M bằng gì? 3. 16 gram trên một môn thì chúng ta nhân cho 3 môn. Đây, thì nó ra là 138 ạ. 138 ạ. 138 gram. Nghĩa là chúng ta cân với một cái số lượng hạt của nó chính là 3 môn này. Rồi thầy dừng lại một chút xíu. Thầy khảo sát. Bạn nào hiểu về khối lượng M lớn và M nhỏ giơ tay thầy xem. Cái này mà các bạn mà không vững là lên lớp 8 là các bạn đi thi là các bạn sẽ bét hết. Không học làm gì được hết. Có hiểu gì đâu. Rất đơn giản. Khánh Vy đăng khoa thầy chưa thấy phản hồi thì có thắc mắc chỗ nào? Đăng khoa. Đăng khoa. Tại không biết phản hồi. Không thấy phản hồi. Có nắm được không? Rồi. Đấy, bây giờ sang câu số 7. Thầy mời bạn Kiến Minh. Yêu cầu tính cái gì đây? Dạ, có bao nhiêu mol ở trong cái phân tử này? Tính bao nhiêu mol khi mà cái khối lượng của cái gì? H2 là 18 gram. Phân tử hero là 18 gram. Tức nghĩa là người ta cho mình M nhỏ hay là M lớn đấy? M lớn. Do M lớn? Không, M nhỏ. M nhỏ nặng là bao nhiêu? 18. 18 gram M nhỏ. Khối lượng này ta cân trong bao nhiêu môn không biết. Bây giờ ta yêu cầu mình tính cái N. Vậy thì chúng ta cần tìm cái gì thì mới có thể tìm được N? Tìm gì? Cái M lớn của nó. M lớn là bằng mấy? 1. À nó bằng 1. À 2 này. 2 này. À là 1 nhân cho 2 thì chúng ta ra được chỗ này là 2 gram. Vậy suy ra được N nhỏ là bằng mấy? Bằng 18 chia 2. M nhỏ chia M lớn tức nghĩa là chúng ta lấy 18 gram. Đây là 18 gram. Còn cái này là nó là 2 gram trên 1 mol. Khi chúng ta đơn giản đi, cái chỗ này chúng ta phải hiểu nó là 2 gram trên mol đấy. Thì chúng ta lấy 18 chia 2 thì chúng ta ra được chỗ này là 9 mol. Đó, chúng ta có cái này là 9 mol. Vậy là số mol của 18 gram hero nó phải là 9 mol. Nghĩa là phải chúng ta phải có 9 mol thì chúng ta mới cân được cái khối lượng đó là 18 gram. Thầy mời bạn Khánh Vy
tính cho thầy cô B xem Khánh Vy. Cái này M nhỏ hay M lớn? Dạ là M nhỏ. M nhỏ bằng mấy? Dạ bằng 54. À, 54 gram. M lớn của nó là bằng bao nhiêu? Cái này là gì đây? 16. H2O thì nó là bao nhiêu? Dạ là... hai nguyên tử hydro mà mỗi hydro là 1 gram. Cộng cho một nguyên tử oxy mà mỗi nguyên tử oxy là 16 gram. Vậy thì cộng lại nó là bao nhiêu gram? Dạ là 3 cộng 16 là 19 này. Wow. Cái nào là 3 18 này, 18. Nó là 18 gram. Vậy suy ra cái số mol của nó là mấy? Hả? Tính sao? 18. Đi tính số mol nên là nhỏ nó là mấy? Dạ. 54. M nhỏ chia M lớn là bằng? 54 chia cho 18. Chia 18. Vậy là chúng ta ra mấy mol? Dạ, chúng ta ra 3 mol. Được chưa? Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi mà. Chúng ta không vấn cái này là nguy hiểm lắm nhá. Đi thi rớt hết. Đơn giản nhất chúng ta cũng phải nắm. Lớp này là thầy dạy chậm chậm cái này ấy. Lớp kia là thầy dạy nhanh hơn rất là nhiều. Các bạn phải cố gắng lên và chịu khó làm bài tập. Thầy đã cố gắng chậm hết mức rồi đấy. Rồi, mời bạn Phương Linh. Phương Linh đâu? Đến tiếp. Trốn đâu rồi? Mời bạn Vi Luân. Vi Luân. Bài số 8. Ở đây người ta cho cái mình cái này là gì đây? Sodium chloride thì nó được tạo bởi cái gì? Sodium Na với cả Na cộng Na cộng Na cộng kết hợp với clo trừ thì nó sẽ trở thành cái chất gì? NaCl. Đây là muối ăn. ACl. Rồi. Người ta yêu cầu mình đi tìm cái gì đây? Tính có bao nhiêu cái sodium ion ở trong nó hỏi là có bao nhiêu cái ion này này? Dạ. Bao nhiêu ion nghĩa là người ta hỏi là cái số lượng của nó. Số lượng ion nó là cắt ra. Thì theo như bạn Vi Luân thì sẽ làm sao? Liên quan đến hạt là chúng ta phải đi tìm cái gì? Về mặt phân tích chúng ta sẽ thấy là đi tìm cái số hạt này này. Là chúng ta phải đi tìm cái gì thì chúng ta mới tìm được số hạt? Tìm cái số mol. Chúng ta tìm cái số mol của NaCl. Vậy thì chúng ta biết cái số mol của nó. Tính theo công thức là bằng M nhỏ chia chia gì? M lớn. M nhỏ thì người ta cho là có bao nhiêu gram đây? 58.5. Đấy. Chúng ta thấy vào 58.5 gram. Còn M lớn của nó là bao nhiêu? Natri là mấy? 23. 23 nhân cho 1 cộng cho clo là mấy? 35.5 nhân cho 1. Vậy thì cộng lại nó ra bao nhiêu? 58.5. 58.5 gram trên 1 mol. Điền vào đây này, 58.5 gram. Thường thì người ta không ghi đơn vị đâu nha các bạn, nhưng mà thầy ghi ra để cho các bạn hiểu. Ở trên M nhỏ nó là 58 gram. M lớn người ta hay ghi là 58.5. Chúng ta cần hiểu nó là khối lượng cho một mol. Thì khi chúng ta chia cái này chúng ta ra được nó là mấy mol?
Mấy môn? Mấy môn? Một rồi. Một môn. Một môn. Mà nếu nó là một môn thì chúng ta nghĩ rằng nó có bao nhiêu hạt? Có bao nhiêu phân tử? Số phân tử NaCl thì nó có bao nhiêu? Một môn thì có bao nhiêu phân tử? Mấy? Ở lúc đầu thầy ôn cái này rồi mà. Một môn này là bao gồm có bao nhiêu hạt ở bên trong? Dạ 6.... 6,0 2 nhân 10 lý thừa 23. 10 lý thừa 23. Vậy là một môn thì nó có bằng này hạt. Nếu thầy có 5 môn thì nhân cho 5 thì dạ. Thầy đã tìm ra được số hạt phân tử NaCl có trong dung dịch này. Nó bằng này hạt lận. Mà cứ một phân tử thì nó tách ra được bao nhiêu ion? Một phân tử thì nó tách ra được bao nhiêu ion Na cộng này? Đó. Một phân tử được cấu trúc bởi mấy nguyên tử? Natri? Cái này. Một hạt muối, một hạt nhỏ hay còn gọi là một phân tử thì nó tạo ra được bao nhiêu ion ở đây? Và chúng ta học cân bằng phản ứng rồi mà. NaCl khi nó tách ra thành ion là nó tách ra một ion N cộng vào một ion Cl trừ. Hiểu chưa Vi Luân? Dạ. Nó tách ra có một thôi. Một ion Na cộng. Vậy suy ra được là số ion Na cộng nó là bằng bao nhiêu? Một à? Sao là một? Cái số lượng hạt phân tử NaCl nó nhiều lắm hả? Đó. Một ở đây là một môn. Nhưng mà chúng ta tìm ra cái số lượng hạt phân tử NaCl này nó bằng này hạt lận cơ. Bởi vì một môn nó chứa là 6,02 nhân 10 đến 23 hạt. Vậy thì chúng ta suy ra được là cái số ion natri Na cộng này nó cũng phải bằng với số phân tử NaCl này luôn. Tại vì một phân tử nó ra một ion. Vậy thì 6,023 nhân 10 lũy thừa 23 phân tử thì nó phải tạo ra bằng đó số ion. Rồi bạn nào hiểu về cái tách ra số lượng ion này giơ tay thầy xem. Cái mối quan hệ số hạt thầy nói là khối lượng mol là nó tính bằng đó hạt lận. Chúng ta hiểu được cái quan hệ đó thì khi chúng ta biết số mol chúng ta mới suy ra được cái số hạt phân tử. Và số hạt phân tử chúng ta suy ra được cái số lượng hạt ion. Thì tùy theo cái phân tử đó nó tách ra là thành được bao nhiêu ion cho một phân tử thì chúng ta mới suy luận ra được. Cái này mang tính tỷ lệ. Đăng Khoa và Minh Hòa không thấy phản hồi thì thắc mắc chỗ nào? Cho thầy câu hỏi. Khi thầy hỏi thì các bạn cần phải một là phản hồi cho thầy biết là đã nắm. Hai là thắc mắc chỗ nào hỏi ngay. Những chỗ này thầy đã cố gắng đi chậm cực kỳ chậm rồi. Đăng Khoa. Đăng Khoa, Minh Hòa. Rồi tiếp tục. Chúng ta cần tính khối lượng của một mol ion. Khối lượng của một mol ion là bao nhiêu? Thầy mời bạn Phương Linh.
khối lượng của một môn ion thì nó bằng nhiêu? Khối lượng một môn chính là m lớn của cái ion Cl trừ đấy, là nhiêu? Dạ là đấy. Dạ thầy chờ con tra cái bảng. Đây nè, người ta cho đây nè. Bên dưới người ta cho luôn rồi đây này. Người ta cho cái AR của nó rồi đó. Thấy chưa? AR của CL người ta cho là mấy đây? Là 35.5. 35.5, vậy thì cái ion của nó sẽ là bao nhiêu? Khối lượng nguyên tử có phụ thuộc vào electron không? Không. Không, vậy thì nó có nhận thêm ion hay là nó nhận thêm electron hay là nó cho electron đi thì khối lượng nó không có thay đổi. Nên m lớn của cái Cl trừ cũng chính là m lớn của cái nguyên tử. Vậy thì nó bằng mấy? Là 35.5 gì? Gram. Người ta hỏi là khối lượng của một mol mà, chứ đâu phải hỏi AR đâu. Nên đi thi bạn nào ghi là 35.5 là sai. 35.5 nó chỉ là số khối thể số hạt thôi. Còn khi người ta cân lên của một mol cái hạt đó thì nó phải là tính theo đơn vị gram. Đây, tạm thời thầy tạm ngừng. Chúng ta cần phải tính toán những cái số mol dựa vào cái phương trình. Ở đây người ta cho chúng ta một cái phương trình phản ứng cho chúng ta biết được cứ một nguyên tử carbon nó sẽ phản ứng được với một phân tử oxy thì nó tạo ra được một phân tử CO2. Đây gọi là một cái phương trình. Sau khi cân bằng xong thì chúng ta đếm bên trái và bên phải thì chúng ta thấy số lượng carbon bên này là 1, bên này là 1, bên này là 2 thì bên này cũng là 2. Thì người ta sẽ không có nhiều thời giờ để người ta vẽ hình như vậy mà người ta sẽ viết dưới dạng ký hiệu. Người ta dùng các ký hiệu để người ta thay thế. Thì các bạn cũng cần làm quen với cái việc chúng ta viết phương trình dựa trên các ký hiệu. Vậy thì chúng ta đọc vào cái phương trình này chúng ta hiểu là gì? Cứ mỗi một nguyên tử carbon, chúng ta thấy đằng trước có số 1 không? Nhưng mà không ghi. Thì sẽ phản ứng với một mol phân tử oxy và nó hình thành một mol khí CO2. Chúng ta hiểu là như thế. Nếu mà một nguyên tử kết hợp với một phân tử thì nó sinh ra một phân tử. Ở đây để cho dễ hiểu thì thầy có thể xem cái này là một phân tử carbon phản ứng với một phân tử oxy sinh ra một phân tử CO2. Vậy thì theo tỷ lệ nếu thầy có 6,02 đi nhân 10 lũy thừa 23 hạt hay là lũy thừa 23 phân tử carbon thì thầy cũng sẽ thấy là có bằng này phân tử oxy và cũng có bằng này phân tử CO2. Thì thay vì thầy nói là 6,02 nhân 10 lũy thừa 23 dài dòng quá, thầy sẽ sửa lại là thầy nói nó là một mol carbon. Ở đây người ta nói là một mol nguyên tử hay là một mol phân tử, chúng ta thấy xem như nhau. Thì nó phản ứng với một mol oxy này các bạn, một mol, thì nó sẽ tạo ra được chỗ này là một mol carbon dioxide. Rồi bạn nào hiểu cái điều thầy vừa mới nói giơ tay để xem. Chúng ta dựa vào phương trình phản ứng sau khi chúng ta cân bằng, chúng ta sẽ biết được bao nhiêu mol chất này sẽ phản ứng với bao nhiêu mol chất kia và sinh ra bao nhiêu mol chất nọ. Chúng ta phải dựa phương trình phản ứng chúng ta đọc ra được thì chúng ta mới làm các bài tập liên quan đến phương trình.
Những bạn khác thì sao? Không có phản hồi. Các bạn cần phải làm nhanh chóng lên, nghe thầy hỏi và các bạn phản hồi lên. Còn không, bật mic lên, đặt câu hỏi với thầy ngay. Vi Luân, Khánh Vi, Đăng Khoa. Chúng ta muốn học nhanh và học được nhiều cái thì chúng ta mọi thứ chúng ta phải nhanh chóng lên. Thầy báo trước là cái nhóm học ngày Chủ nhật là nhóm đã học khá xa và học rất tích cực. Và lớp đó thầy dạy rất là khá nhanh. Sang năm các bạn chắc chắn là các bạn sẽ được gộp vào cái lớp đó. Nếu bạn nào theo tiếp, thầy sẽ gộp vào lớp đó. Khi thầy đã dạy cho các bạn đủ thì thầy sẽ gộp lại. Và như vậy, thầy không thể đi theo cái tiến độ chậm như vậy được. Năm nay thầy cố gắng, thầy hỗ trợ các bạn để thầy đi chậm lại cho các bạn vững. Nhưng mà điều đó nó sẽ không phải là tiếp tục năm sau. Nên bạn nào muốn học tiếp năm sau, các bạn phải cố gắng lên. Khi các bạn năm nay các bạn học bắt kịp tới cái chương trình nội dung mà lớp Chủ nhật đã học, thì thầy sẽ trộn hai lớp lại. Bởi vì lớp này không còn bao nhiêu bạn nữa nên bắt buộc thầy phải gộp lại. Thầy sàng lọc các bạn lại. Nếu các bạn nào muốn theo tiếp thì các bạn sẽ phải học như thế. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta một cái ví dụ. Thầy mời bạn Đăng Khoa. Dạ. Người ta nói gì đây? Cho hydrogen đốt ở trong oxy để tạo ra nước. Xin ra nước. Thì chúng ta thấy là khí hydro phản ứng với khí oxy thì nó sinh ra nước. Vậy thì sinh như thế nào? Thì chúng ta thấy là hydro nó ghép cặp với oxy thì sinh ra nước. Thì cái phân tử nước này chúng ta thấy nó có tỷ lệ kết hợp là bao nhiêu? Cái này là 1 với cả 2. 1 oxy thì nó ghép 2 hydro. 1 oxy. Mà ở đây nó có tới mấy nguyên tử oxy? Ở đây có 2 nguyên tử oxy. Vậy thì chúng ta thấy là theo tỷ lệ kết hợp là nó cần mấy phân tử hydro? 4. Cần 4 nguyên tử hydro. Cần 4 nguyên tử hydro. Vậy thì nó sẽ cần bao nhiêu phân tử? Tức là cần 4 nguyên tử hydro 2. 4 nguyên tử hydro mà chúng ta biết rằng cứ một phân tử là nó có 2 nguyên tử. Vậy thì 2 phân tử thì nó có 4 nguyên tử. Vậy là chúng ta đã thấy là 4 hydro kết hợp với 2 oxy thì chúng ta sẽ thấy là nó phải ra bao nhiêu phân tử nước? 2H2O. 2 lần. Vậy thì chúng ta đã cân bằng cái tỷ lệ là bao nhiêu? 2. 2 gì? 2H2O2. 2, 1, 2. Đó, thì các bạn nhìn vào cái phương trình phản ứng sau khi chúng ta cân bằng đúng theo nguyên tắc tỷ lệ. Thầy cô hay dạy các bạn là đếm ấy. Thì thực ra là chúng ta thấy là nó hình thành có tính tỷ lệ. Tính tỷ lệ. Thì các bạn hiểu là cái cấu trúc của nước là nó có tỷ lệ của hydro so với tỷ lệ oxy nguyên tử đấy. Thì chúng ta dựa vào cái công thức này chúng ta thấy là rõ ràng H2O là tỷ lệ là 2 trên 1. Vậy thì nếu thầy gấp đôi lên là 2 oxy thì nó phải có 4 hydro, 4 nguyên tử hydro. Mà chúng ta hiểu rằng trong cái chất thì cứ mỗi một phân tử hydro là nó có 2 rồi. Vậy thì nếu chúng ta cần 4 thì chúng ta phải có 2 phân tử thôi. Và tương tự cũng vậy, là chúng ta thấy là chỗ này là nó đã hình thành 4 hydro, vậy thì bắt buộc là nước thì chúng ta phải có tỷ lệ là 2 thì nó mới tạo ra được 4 nguyên tử hydro này và 2 nguyên tử oxy.
Thì chúng ta thấy cái tính tỷ lệ của nó. Khi chúng ta cân bằng xong thì chúng ta có tính tỷ lệ. Vậy thì cái tỷ lệ này nó sẽ giúp chúng ta tính toán. Vậy thì đề bài này yêu cầu chúng ta tính cái gì? Băng Khoa, tính cái gì đây? Tính gì? Khoa. Khoa. Bắt thầy gọi nhiều thế. Mời bạn Khánh Vy. Tính gì đây? Khánh Vy. Dạ thầy. Tính cái gì đây? Khối lượng của cái gì? Oxy. Tính khối lượng của oxygen. Oxygen ấy. Cần để phản ứng với bao nhiêu đây? Một hydro. Một gì? Một gì? Một gram. Một gram. Một gram hydro. Đó, yêu cầu tính cái số lượng. Ở đây. Bây giờ cho thầy hỏi khối lượng của hydrogen là bằng 1 gram. Vậy thì thầy sẽ biết được số mol của nó là bao nhiêu biết không? 1 à. Sao lại 1? M nhỏ nó bằng 1, còn M lớn nó là mấy? M lớn nó bằng mấy rồi? Mấy? Dạ. À là 2. Vậy thì chúng ta ra được bao nhiêu mol? 0,5. À, 1 phần 2 mol chính là 0,5 mol đó. Đấy, chúng ta tính ra được. Vậy thì dựa vào phương trình phản ứng thì chúng ta thấy là số mol của hydro đã tham gia phản ứng là 0,5 mol. Mà theo tỷ lệ 2 mol hydro thì có 1 mol oxy. Vậy thì 0,5 thì nó sẽ là bao nhiêu? Tỷ lệ là mấy? 2 trên 0,5 là bằng gì? 1 trên mấy? Thầy đặt cái này là x xì đi. Thì đó là 1 trên x. Đúng không? Khánh Vy. Vâng. Rồi vậy thì chúng ta suy ra được là x bằng mấy phải không? Nhân hai vế giải phương trình bậc nhất nè, nhân hai vế cho x. Rồi chúng ta nhân hai vế 0,5. Và chúng ta dùng phương pháp cross product, tức là chúng ta nhân chéo nó lên nó cũng ra. Vậy là 2 nhân x thì sẽ bằng 1 nhân mấy? 0,5. Khánh Vy. 0,5. Vậy thì x của chúng ta là bao nhiêu? Dạ là 0,5 chia mấy? Chia 2. Là nó là bằng 0,5. Dạ 0,5. 5 chia 2 thì được 2. Dư mấy? Dư 1. 0,25 mà. À, thêm 0 vào là 10 chia cho 2 thì được 4. Đúng không? Và chúng ta chia tiếp thì nó ra là 0,245. Vậy thì chúng ta đã biết được cái số mol của oxy đã tham gia phản ứng chưa? Biết chưa? Biết chưa bạn Khánh Vy? Dạ rồi. Đây. Vậy là yêu cầu đề bài là yêu cầu tính cái gì Khánh Vy? Dạ. Tính gì đây? À, tính khối lượng chứ không phải tính số mol. Vậy thì chúng ta đi tìm cái khối lượng của oxy là bằng gì? Số mol nhân cho M lớn. Thế vào, số mol là bao nhiêu? Số mol là mấy? Là mấy? 0,5 mà. 0,5 chia 2. Nha. Yeah. Thầy không dùng con số này mà thầy dùng con số bên này cũng được. Thầy nhấn M lớn của phân tử oxy là mấy? Dạ 16. 16 thì nhấn cho 2 nữa. Bao nhiêu? Dạ 32. 32. Rồi thầy nhân vào. Thầy đơn giản cho số 2, thầy chỗ này còn lại 16.
Vậy là 0.5 nhân 16 là bằng mấy? Dạ, 0.5 nhân 16 bằng 16 nhân 5 là nhiêu? 16 nhân 5 là mấy? 80. Nhân thêm 0.1 nữa là 8 gram. Vậy thì chúng ta hoàn toàn tính được cái khối lượng của oxy theo đề bài là 8 gram. Rồi thầy mời bạn Bảo Hân cho thầy biết câu kế tiếp. Bảo Hân, tính gì đây? Là tính khối lượng của nước. À, giờ tính khối lượng nước tính làm sao? Khối lượng của nước tính làm sao? Bắt chước giống oxy được không? Được không? Dạ, được. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi số mol của nước đã sinh ra là bao nhiêu. Tỷ lệ là mấy? Dạ là 2. 2 mol hydro thì sinh ra được 2 mol nước. Vậy thì 0.5 mol thì nó sinh ra được là bao nhiêu? 0.5 mol luôn. Đó. Vậy từ đây chúng ta tính ra khối lượng của nước H2O nó sẽ bằng số mol là 0.5. Yeah. Chúng ta nhân cho m lớn của nước là mấy? M lớn của nước là bằng 17. Yeah. Oxy là 16, hydro 1 hydro là 1. Vậy thì nó là bao nhiêu? 8. 18. 0.5 nhân 18 nó ra nhiêu? Dạ là bằng 9. À, chúng ta ra được là 9 gram đấy. Bây giờ chúng ta thử quan sát vấn đề này coi. Khối lượng nước là 9 gram. Khối lượng của oxy là 8 gram. Khối lượng của hydro là 1 gram. Thấy có gì không? Có quan hệ gì không? Bảo Hân, 1 gram, 8 gram và 9 gram có quan hệ gì không? À, 1, 8, 9, 3 con số này có quan hệ gì không? Không. Ủa sao không? Số 1, số 8, số 9 nó không có quan hệ gì hết hả? À, dạ, 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 có. Quan hệ sao? À, quan hệ sao? Ở đây người ta nói là 1 gram hydro đã phản ứng, 8 gram oxy đã phản ứng, tạo ra được 9 gram nước. Vậy là quan hệ gì? Dạ là con lấy 1 gram của hydro cộng cho cái 8 gram của oxy là ra bằng 9 gram nước. Đúng rồi. Cái này nó gọi là định luật gì? Định luật gì? Định luật bảo toàn khối lượng nha các bạn. Định luật bảo toàn khối lượng tức nghĩa là tổng của các chất tham gia phản ứng, tổng cộng lại cái khối lượng mà chúng ta cộng lại thì chắc chắn rằng nó phải bằng với khối lượng của các chất sau phản ứng. Mà sau phản ứng này thì chúng ta thấy chỉ có nước thôi, nên chúng ta thấy là khối lượng của hydro đã tham gia cộng với khối lượng của oxy đã tham gia thì nó sẽ bằng khối lượng của nước đã sinh ra. Đây gọi là định luật bảo toàn khối lượng. Và giả sử nếu mà người ta không cho 1 gram hydro mà người ta lại cho tới 3 gram hydro thì sao? Vậy thì chúng ta thấy nó cũng sẽ yêu cầu là có cái số lượng hydro tham gia phản ứng đủ, nhưng mà lỡ may cho thiếu thì sao? Chúng ta thấy là chúng ta bỏ vào chỉ có 8 gram oxy vô chẳng hạn. Bây giờ khi chúng ta làm phản ứng hóa học, chúng ta bơm vô 3 gram hydro và chúng ta bơm 8 gram oxy vào thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ phản ứng nó chỉ là 1 gram hydro và 8 gram oxy để sinh ra 9 gram nước thôi. Tức nghĩa là
chúng ta thấy có dư 2 gram hiđro đã không phản ứng bởi vì nó đâu có đủ oxy phản ứng. Nên chúng ta thấy là khối lượng của nước sinh ra cộng với cái khối lượng hiđro dư này thì nó sẽ bằng tổng khối lượng của hai cái này. Tức là 3 cộng cho 8 thì nó sẽ phải bằng 9 gram nước sinh ra và cộng với khối lượng hiđro dư là 2 gram. Thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn, nó không tham gia phản ứng, nhưng mà nó dư thì chúng ta phải cộng lại thì chúng ta cũng thấy được cái khối lượng này. Vậy thì chúng ta lưu ý đối với những bài toán hóa mà nó hơi khó một tí thôi mà nó cho dư, đúng không? Nó cho dư thì chúng ta nhớ lại cái bài hướng dẫn này của thầy. Chúng ta cần biết là cái khối lượng đã tham gia vừa đủ là bao nhiêu. Không phải lúc nào nó cũng tham gia vừa đủ nhá. Có những lúc mà nó sẽ dư cái chất đó bởi vì cái nhu cầu phản ứng nó chỉ có bằng này rồi. Vậy thì trên phương trình phản ứng chúng ta sẽ biết được là nó phản ứng vừa đủ là bao nhiêu. Và cái người ta cho nó có thể dư hoặc có thể thiếu thì chúng ta trừ ra, ta biết được. Rồi, bạn nào nắm cái vấn đề dư thầy vừa mới giảng, giơ tay thì sao? Đi thi không bao giờ là chúng ta chỉ gặp đúng cái bài dễ là vừa đủ nhé. Chúng ta sẽ gặp đúng bài toán mà nó sẽ cho dư cái chất đó. Không sao cả. Chúng ta chỉ quan tâm là nó phản ứng vừa đủ trong phương trình phản ứng là bao nhiêu. Còn nó dư bao nhiêu thì chúng ta trừ ra. Chúng ta phải nhớ khái niệm dư và chúng ta hiểu được cái dư là như thế nào. Bạn Khánh Vy, Đăng Khoa và Minh Hòa cứ phản hồi để thầy nhắc. Rồi bây giờ chúng ta quan sát ở trong một cái bài toán này người ta cho chúng ta. Thầy mời bạn Vi Luân này. Ở đây nó cho mình cái phản ứng hóa học gì đây? Đọc đề cho thầy nghe. Vi Luân. Cái hydrogen thì nó phản ứng với cả cái... Phản ứng với ai? Một cái copper sulfate, một cái dung dịch đồng sulfat. Dạ. Tức nghĩa là cái đồng sulfat này nó được bỏ trong nước thì nó hình thành ra một cái trạng thái nó gọi là dung dịch. Vậy thì dung dịch này sẽ phải có chứa đồng sulfat và có chứa nước trong này. Vậy thì khi phản ứng với nhau thì nó sinh ra được cái gì? Sáp này, khí hợp hóa học là Fe. Dạ, phản ứng với gì? COSO 4. 4. Thì nó sẽ sinh ra cái gì? Sinh ra cái gì đây? Ghi sinh ra cái gì? FeSO 4 cộng với Cu. Nó sinh ra là đồng này cộng với dung dịch sắt sulfat. Tức nghĩa là FeSO4. Điều đó có nghĩa là chúng ta thấy là sắt phản ứng được với cái này. Bằng cách là sắt nó mạnh hơn đồng. Nó mạnh hơn đồng. Nên nó sẽ thay thế vị trí của đồng để nó liên kết với sulfat. Thì như vậy chúng ta mới tạo ra được một cái chất mới. Nó gọi là FeSO4. Và chúng ta thấy có cái đồng chỗ này. Vậy thì cái đồng... chúng ta thấy là cái phản ứng đã xảy ra ở bên trong cái này. Vậy thì chúng ta cân bằng phản ứng thì chúng ta đã thấy là nó đã cân bằng rồi. Nhưng mà ở đây người ta nói là gì? Sắt sulfat này là nó có hóa trị mấy? Hóa trị mấy? Người ta nói công thức sắt sulfat có thể hoặc là FeSO4 và cũng có thể là Fe2SO3. Có nghĩa là nó có thể sinh ra được sắt 2. Tức là sắt này hóa trị 2. Hoặc là nó sẽ phản ứng này
để cúng sinh ra đồng. Nhưng chỗ này nó phải là sắt 3, là Fe, SO4, 3 lần. Đó, thì chúng ta thấy nó khác nhau chưa? Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta viết cái gì đây? Viết cái phương trình đúng cho cái rồi. Bây giờ chúng ta cân bằng. Chúng ta thấy là một sắt đủ, một SO4 cũng một S4 đủ, và một đồng, đây một đồng đủ, và chúng ta đã cân bằng xong. Nhưng mà cái ở dưới thì được chưa? Bên phải này nó có mấy sắt đây? Hai. Vậy thì bên này chúng ta phải thêm bằng trước là mấy? Hai. Rồi bây giờ chúng ta xem ở đây là có bao nhiêu gốc SO4? 12. Sao 12? Một cái này nó gọi là một gốc SO4. Đây là mấy gốc đây? Ba. Ba gốc thì bên này chúng ta phải mấy gốc? Ba. Ba đằng trước thì chúng ta mới cân bằng được là ba gốc SO4. Và mấy đồng? Một đồng mà. Vậy thì chúng ta cân bằng bên này phải mấy? Một. Sao một được? Đây ba đồng lận mà. Chứ bên này phải là mấy? Ba. Chúng ta thêm ba vào đây. Vậy là chúng ta đã cân bằng cái phương trình phản ứng sau. Nhá. Rồi các bạn ghi chú vào đây. Rồi chúng ta theo dõi tiếp yêu cầu đề bài. Bạn Vi Luân cho thầy biết ở đây người ta cho chúng ta là bao nhiêu sắt đây? Bao nhiêu? Đề bài người ta cho sắt tham gia phản ứng là bao nhiêu đây? Vi Luân. Ở đây hỏi đọc đề mà. Dạ. 1.4 gam của sắt và 1.6 gam của các đồng. Rồi. Bây giờ chúng ta biết được cái M nhỏ của sắt nó là 1.4 gram. Vậy thì chúng ta suy được cái số mol của sắt đã tham gia phản ứng là mấy? Là mấy? 1.4. 1.4 chia mấy? 1.6. Sắt là 1. Nhiêu? Sắt cho bao nhiêu đây? 56 ạ. 56. Vậy thì nó bằng mấy? Nó có phải bằng 0.1 chia 4 không? Có không? Phải không? Đơn giản đi. Trên dưới thầy đơn giản cho không. Thầy 56 thầy tắt ra là 14 nhân 4. 56 thầy tắt ra là 14 nhân 4, vậy thì nó là 0.1 chia 4 là đúng rồi. Và số mol của nó chúng ta chia tiếp nó ra là 0.00 mấy đấy. Thì thầy để nguyên cái phân số này, thầy biết được cái số mol của nó. Bây giờ tiếp tục, người ta cho khối lượng của đồng là bao nhiêu? Người ta cho khối lượng của 1.6 à? 1.6 gram. Thì chúng ta cũng biết được số mol của đồng đã sinh ra là mấy? Dạ 64. Chia 64. Vậy ra mấy? À 0.1 chia 4.
Đúng chưa? Dạ. Vậy thì chúng ta dựa ở đây chúng ta thấy được cái điều gì đây? Số mol của sắt và số mol của đồng tạo ra có bằng nhau không? Có không? Ờ, có. À, chúng ta kết luận là số mol của sắt và số mol của đồng nó đã bằng nhau. Vậy thì chúng ta nghĩ là nó phản ứng theo phương trình trên hay ở dưới? Ờ... phương trình trên hay dưới? Phương trình dưới là hai mol sắt sinh ra ba mol đồng. Còn phương trình trên là một mol sắt sinh ra một mol đồng bằng nhau. Vậy phản ứng theo phương trình nào? Trên hay dưới? Ở đây hỏi trên hay dưới không biết nữa. Câu hỏi đơn giản mà. Phương trình trên cho chúng ta tỷ lệ phản ứng là bao nhiêu? Nói cho thầy nghe. Một mol sắt sinh ra mấy mol đồng? Một mol đồng. À, tức là tỷ lệ bằng nhau không? Phương trình ở trên có. Số mol bằng nhau. Trong đó phương trình ở dưới là hai mol sắt thì sinh ra được 3 mol đồng. Có nghĩa là tỷ lệ 2:3 là nó không bằng nhau, tức là số mol của sắt và số mol của đồng không bằng nhau. Số mol phương trình trên là bằng nhau. Mà trong cái thực tế của một cái phản ứng chúng ta vừa mới tính ra trong thực tế là 0.1 chia 4 là của sắt và đồng cũng là 0.1 chia 4. Điều đó có nghĩa là số mol của sắt và đồng nó đã bằng nhau. Vậy thì nó muốn được bằng nhau thì nó phải là của phương trình ở trên, không phải ở dưới. Rồi, bạn nào đồng ý ý kiến với bạn Vi Luân giơ tay này xem. Bạn nào đồng ý ý kiến của bạn Vi Luân? Câu này là cực kỳ đơn giản để chúng ta suy luận và chúng ta hiểu ra được là tại sao chúng ta chọn ở trên hay là chọn ở dưới. Tại vì mỗi một cái phương trình phản ứng theo kiểu này thì có tỷ lệ này. Nếu nó phản ứng theo kiểu kia thì nó phải có tỷ lệ khác. Mà trong đó thực tế người ta cho chúng ta thấy được là số mol nó bằng nhau thì chỉ có phương trình trên rồi. Những bạn khác thầy không thấy phản hồi thì thắc mắc chỗ nào? Bảo Hân, Khánh Vy. Khánh Vy. Rồi. Nói chung thầy cố gắng để làm rõ và giúp cho các bạn hiểu cái số mol sinh ra trong phản ứng và cái tỷ lệ là như thế nào. Thì các bạn phải luyện tập nhiều thì chúng ta mới vững. Nếu chúng ta về nhà không làm bài tập gì hết thì chúng ta không thể vững được. Rồi bây giờ tạm thời thầy dừng ở đây 5 phút.